biết sao không? Biết sao không? Lúc đó cái tôi chỉ thẳng vô mặt ổng, tôi nói vậy nè: ông nhìn lại mặt ông đi, nhìn như một con khỉ vậy đó. Mắc cười quá. Đừng có coi anh Quốc đang ăn, đừng có nói chuyện, rồi cười lớn rồi văng đồ ăn xuống, đồ ăn của mọi người rồi sao anh? Mắc cười quá. Không có ai muốn nghe cái chuyện anh kể đâu. Làm ơn đi, con đừng có kể chuyện đó nữa. Không ai ở đây muốn nghe con kể mấy cái chuyện mà con đi bộ đội đâu. Xin lỗi mọi người nha. Con đi ăn. Dạ alo. Dạ đúng, em là Diễm My ạ. Cái gì vậy? Ủa nhưng mà tại sao em không được tốt nghiệp nữa? Ủa tại sao vậy? Đó, mọi người nhìn đi, mấy người đó có bị gì không vậy? Điểm chuyên cần của em có thấp đâu. Còn ha, hay là do cái này là trong lớp các em copy bài với nhau được, còn lúc mà đi thi điểm thấp quá kéo cái này xuống luôn. Nè, từ sáng giờ có ai đánh anh chưa? Không phải, tại vì có nhiều trường hợp nó xảy ra như vậy, em hiểu không? Dở này phúc khảo rồi sao giờ? Bởi vậy, giờ chỉ còn có nước là tham gia mấy cái hoạt động ngoại khóa thôi. Chán gì đâu á. Tiêu rồi. Anh thấy trường dân văn mà còn không tốt đẹp nổi là thôi, cuộc đời em là coi như là tiêu rồi. Nè, đủ rồi nha. Anh không nói không ai nói anh câm đâu. Cái gì hoài vậy? Thiệt, để mình cùng bàn cái cách mình suy nghĩ mình đi lên. Ôi, nói chi nữa giọng mi à. Nè Quốc, hôm nay ông ăn ớt nhiều quá bị lột lưỡi hay sao vậy? Nói chuyện đúng kém duyên luôn á. Ra ngoài đi. Thôi, có gì. Đi lên. Nó suy nghĩ những chuyện nói được rất là hợp lý luôn đó. Đi lên. Thôi đừng giận ổng mà. Kệ ổng đi. Ổng vô duyên từ ông chứng mà. Mà bây giờ chọn mấy bệnh viện này hả? Ồ, chọn một trong mấy cái bệnh viện này nè. Sao mà xó tôi xui dữ vậy trời. Mì à, đừng buồn nữa con. Học dở thì đành phải chịu thôi. Có lẽ thôi mà. Chào các em. Hôm nay chị rất vui được làm việc với các em. Đa số các bạn đến đây đều là tự nguyện, nhưng bên cạnh đó cũng có một số bạn đến đây vì điểm số. Nhưng cho dù vì mục đích gì đi nữa thì chị cũng mong các em sẽ tận tâm phục vụ. Cảm ơn các em. Bây giờ chị sẽ phân chia khu vực cho các em nha. Xong, dễ mà đúng không? Diễm My. Dạ. Nhiệm vụ của em là trải cái giường còn lại nha. Còn dạ, hai bạn này đi theo chị. Nhiên dính vô cái chuyện này chi vậy không biết nữa. Ủa? Dạ, chào bác. Ôi, ông làm gì vậy? Chào vợ, bà già mới tới. Ông sao vợ, cô đâu phải bà già gì đâu, nhìn kì vậy. Này đâu, giờ này mới vậy, dẫn công tôi ăn đi. Dẫn công thì cô đâu phải bà già gì của ông đâu, mà ông vừa mới đánh vào mông con, sao ông kì quá vậy? Tôi đói bụng quá rồi, dẫn công cho tôi ăn đi. Ông ơi, bà nói nó nữa bà sẽ về không? Đừng có xạo nha, tôi không tin. Bà đứng sợ sợ đấy nè. Sao vậy? Cô đâu phải là bà già gì của ông đâu. Em đừng có để bụng làm gì. Những người già lớn tuổi á, họ thường bị đản chí rất nặng. Em biết là vậy rồi, nhưng mà mỗi lần nhìn thấy ổng hay là nghĩ tới cái chuyện đó là em bực mình à. Chứ bà già. Thôi được rồi. Ngày đầu tiên đi làm ok không? Không dám ok đâu ha. Ngày đầu tiên đi làm chưa gì hết đó, đã gặp một cha già sàm sỡ rồi. Già cuối ghế mà còn dở trò sàm sỡ nữa. Cũng may là chị điều dưỡng cộng điểm cho tôi á. Không thôi thì thật bực mình muốn chết, chịu nổi luôn á. Ây da. Ôi, xin lỗi. Vậy thôi nha. Ủa, xem vô đây công tác xã hội mà không nói anh biết. Thì hôm qua em tính gọi cho anh rồi, mà anh bận quá à. Số ngày nó trong phòng mổ không à. Cho nên mà nhiều bệnh viện vậy á. Sao như em chọn bệnh viện này? Nhớ anh chị không nổi hả? Anh tự tin quá vậy. Chẳng qua là cái bệnh viện này gần nhà em thôi, cho nên mới chọn bệnh viện này chứ bộ. À thì ra lấy cớ gần để được gần anh đúng không? Nói là bệnh viện gần nhà, được sẵn tiền mà ở gần anh luôn. Anh muốn nghĩ sao cũng được hết trơn cả. Nói vậy thôi. Sao? Công việc sao? Làm có mệt không? Mệt thì cũng mệt, nhưng mà gặp ông già kỳ cục lắm. Suốt ngày á hả, em phải lấy đồ ăn đồ uống cho ổng thì thôi cũng được đi, mà cứ gọi em là bà già của ổng hoài à, kỳ á, bực mình cũng chết. Ừ, anh thấy cũng đúng chứ. Đúng gì?
Tại ngay lần đầu tiên anh gặp em á, anh cũng nhớ bà ngoại anh nữa. Vậy là sao? Ý anh nói là mặt em giả hả? Anh giỡn. Giỡn. Ồ mà anh ăn gì là ăn trưa rồi hả? Ờ, thường là như vậy. Nhiều khi cả bữa tối luôn á. Thôi anh phải đi rồi. Nè, ăn đi. Thôi em không ăn đâu. Đi nha. Ừ. Ăn đi khó lắm á. Thử nha. Ừ. Đi nha. Đi. Làm việc mệt mà sao ăn cái này không sao đủ chất trời. Dạ, cũng làm cơm đem theo cô. Sao tự nhiên hôm nay đi làm cơm mang theo là sao? Tại con muốn làm thôi. Với lại con cũng hay nấu ăn mà. Giỏi vậy ta. Chưa thử mà nghe thấy mùi đã thấy ngon rồi đó. Dạ cô. Hửi mùi là thấy ngon rồi hả cô? Ừ. Vậy con cũng có năng khiếu nấu ăn quá ha. Phải. Hồi nào giờ có thấy con làm bao giờ đâu. Chỉ thấy con ăn thôi. Anh, em gặp anh chút được không? Ờ, gặp chút xíu thì được. Gì vậy? Giờ trưa mà cũng không được nghỉ trưa nữa hả? Ờ, anh biết rồi. Vậy nha, lát gặp. Ừ. À quên, anh, tí nữa anh đừng ăn bánh mì sandwich nữa nha. Ủa sao vậy? Thì em nói vậy thì nghe đi, nhớ không? Anh nhớ rồi, vậy nha. Ừ, bye bye anh, chúc gặp. My, My, dạ. Má giúp chị tí My. Mày nhìn tôi vậy? My ơi, ra chị nhờ tí xíu em. Dạ. Càng bực mình luôn á. Ăn cái này cũng được mà. Sao ngon bằng cái em làm? Em đã cố tình em dậy thiệt là sớm, sắp xếp mới nấu cho anh á. Không sao đâu, thì tạm thời mình ăn cái này cũng được, có sao đâu. Ăn gì ngoài sao mà đủ chất chứ. Cái ông già đó thiệt tình luôn á. Lần trước đó cố tình sàm sỡ em đã bỏ qua một lần rồi. Lần này còn dám ăn đồ ăn của em làm cho anh nữa. Em thông cảm cho họ đi. Những bệnh nhân đó đều bị người nhà bỏ rơi. Nít khi nào thấy người nhà tới thăm họ lắm. Có lẽ là thiếu tình thương, rồi nhớ người thân nữa, cho nên mới làm như vậy. Nhớ người thân kiểu gì vậy? Suốt ngày cứ nhớ em là vợ của ổng không à, rồi dở ba cái trò đó. Chắc trong ký nhớ của ổng á, là chỉ có nhớ hình dáng người vợ lúc trẻ mà thôi. Với lại á, những người đó, não của họ bị lão hóa hết rồi. Rồi trong bây giờ, họ chỉ hình dung được ký ức của họ chỉ là người vợ quá cố mà thôi. Nó mới tưởng tượng ra, tưởng là vợ em là vợ của ổng. Cô, dạ. Cô có thấy bà nhà của tôi đâu không? Dạ, bà nhà của ông sắp tới rồi. Dạ. Ông vô phòng nghỉ ngơi đi rồi lát nữa bà nhà của ông tới á. Con nói bà nhà vô phòng ông nha. Cảm ơn cô. Dạ. Thank you.
Ủa, bà mới tới rồi hả? Ông đi đâu giờ mới về? Biểu nấu canh chua xong chờ ông nè. Hồi nãy giờ đứng ngoài kia chờ bà, thấy bà ở đâu? Tôi mới tới. Xin lỗi ông nha, tôi tới trễ. Mình tới là tôi vui rồi. Canh ngon không? Mà chắc không ngon bằng người xưa tôi nấu đúng không? Ngon. Nó đúng là cái mùi vị của ngày xưa rồi. Bây giờ mà tôi có chết tôi cũng mãn nguyện nữa bà ơi. Bậy không à? Ông phải sống với tôi đến 100 tuổi, biết không? Bà về rồi đó hả? Gì vậy? Sao bà sợ vậy? Ủa sao cho nên anh chưa về nữa? Thì bây giờ anh về nè. Về hả? Vậy về đi. Nè. Gì? Sao quá trang chi vậy? Tại có công chuyện. Công nhận nha, em quá trang vậy nè. Mặc y chang như bà ngoại của anh luôn. Em mặc ngoại quá. Ngoại ơi, ngoại vẽ đăng đen nữa. Ngoại ăn trầu. Ngoại rất xứng với ông ngoại của con luôn á ngoại. Quá vậy. Về. À, đây, đây. Xin lỗi, được rồi, xin lỗi được chưa? Anh giỡn mà. Hôm nay mệt lắm đúng không? Bây giờ anh sẽ mời em đi ăn một bữa hoành tráng luôn, hơn bữa trưa nay luôn, chịu không? Đứng nghe đợi nha. Ngoại để con chút. Em không tẩy trang hả? Không, em phải đợi về đưa cho Mai coi nữa, em mới tẩy. Cái gì vậy? Làm gì cười hoài vậy? Anh đang tưởng tượng á, 50 năm sau nha. Lúc đó em già, chắc là cũng giống vậy ha. Nhiều khi với ít nhăn còn nhiều hơn vậy nữa chứ. 50 năm sau hả em, sao hả? Nhiều khi 50 năm sau còn đẹp hơn giờ nữa. Nhưng mà kệ em đi, đừng có nói về em. Anh lo cho anh đi. 50 năm sau hả, gương mặt anh hả? Em nghĩ là sẽ nhăn. Xong rồi hả, tất cả những cái mặt của anh này nó xệ xuống nè ha. Rồi càm anh xệ xuống, da trùng của anh, rồi mắt anh nó nhăn lại như vậy. Nói gì vậy? Nói vậy hả, anh không có còn cái răng thẳng đâu. Mà anh cháu, lúc nào cũng bị cũng mốt quá rồi nè. Thôi anh thấy nói là hư hư My ơi, sao mà bà đẹp quá vậy, bà đẹp đảo quá vậy hả My? Là anh đó, 50 năm sau là anh. Mà anh tưởng tượng ra nha, cỡ 50 năm nữa đi ha, rồi hai đứa mình cũng bị già bị lẫn với ông cụ lúc nãy á, thì không biết lúc đó hình bóng của mình á, ai là người sẽ ngự trị ha? My, em nghĩ đi, lúc đó ai là người ngự trị trong tâm trí của em? Ai ta? Vì phía sau cơn mưa cầu vồng sẽ tới, ngày tháng trôi đi nhanh muộn phiền ta sẽ rồi vơi.